Ơi chào con nha, bữa nay có về mấy con 750 ơi 850 bắt kim mà con. Đây 750 đẹp ghê không? Nhức nách không? Chưa chùi rửa con, mới về chưa chùi rửa luôn nha. 750 80 có đề luôn nha. 750 có đề nè, bé kim nè. Bé kim là bé chạy với tốc độ lẹ, tiết kiệm dầu con. Đẹp ghê không? Lóc là khỏi chê luôn, chưa rửa mà dĩ đâu con. Rửa bẹp cỡ nào đâu. Quá đẹp luôn nè. Chưa rửa đó nha, 750 850. Đẹp ghê không? Rồi chưa rửa cũng hới rồi con. Rửa đẹp cỡ nào nè, đây. Quá đẹp luôn. 750 850. Quá đẹp luôn, lóc ác gì còn biết nghĩ là ok nè. Đẹp ghê không? Này mấy này rửa đẹp lắm rồi con, chưa rửa nó rửa đẹp lắm. 750 850. Đập đèn 750 có đề đẹp ok nè. Quá đẹp rồi con ơi. Là 750 850 nha. Quá luôn. Thôi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 088 635 6707. Đẹp mà con. Này về là rửa lên hết chỗ chê. Kiếm cái con nào đẹp dữ lắm bà con. Nhìn cục đề biết sai rồi đó. Vô bọng còn bóng hới rồi, chưa nào con trong bóng tươi nè, bóng trắng là ít xài rồi con. Quá đẹp luôn, đề rồi bảy màu luôn nè, lâu lắm mới có con này không. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 088 635 6707. Quá đẹp rồi con ơi. Quá đẹp. Quá đẹp luôn. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 088 635 6707. Ờ 750 có đề, bét kim. Bét kim là bét chạy tốc độ lớn, tiết kiệm dầu con chứ được, không phải tốc độ lớn. Đây. Bét kia là bét nhỏ đâu con, mà con chạy tốc độ lớn sẽ tiết kiệm dầu hơn so với bét thường. Nhưng mà con phải chạy tốc độ lớn nha. Khoảng nửa ga trở lên để chạy tiết kiệm dầu. Quá đẹp. Rồi con nào có nhu cầu luôn nha, 088 635 6707. Hàng mới về mà con. Đây. Con gì đây? 7.5 Kavia. Ồ. Pate nè con, đẹp không? Mới đẹp không? Mới về nha bà con. Này coi còn bình không? À, vừa phát điện vừa phát hàng đây, phát hàng đây. Đây phát điện đây. Vừa phát điện cho hàng luôn. Đó là mới về nha. Alo. Dạ đúng rồi. Xài máy gì? À, cái, mua cái gì với cái gì? À, cái đầu hút không có gì anh? Dạ, đúng rồi. Sản xuất anh. Rồi, quá đã luôn. Rồi con nào có nhu cầu luôn nha, 088 635 6707. Alo nha, 088 635 6707.
850, 750 đẹp nhất nấp.